Hello, chào mừng mọi người trở lại với video của tuần này. Xin chào mọi người, trước khi bắt đầu video của tuần này thì mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiều bởi vì mọi người dành rất nhiều tình cảm và lời khen cho video trước của mình. Và mình cũng rất vui khi mà video của mình hữu ích được cho mọi người nữa. Và trong video của tuần này thì chúng mình sẽ cùng nhau đi chụp ảnh. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người những tip chụp ảnh và chỉnh ảnh. Bởi vì hầu hết nhá, tất cả những cái ảnh của mình trên Instagram đều là do tự tay mình chụp và tự tay mình chỉnh. Cho nên là chúng mình sẽ có những cái tip để dù cho mọi người có bạn đi cùng hoặc là mọi người đi một mình, mọi người vẫn có thể có ảnh đẹp được. Và cuối video này mình còn chia sẻ cho mọi người những cái app, những cái preset mình dùng cho ảnh của mình nữa. Ok, bắt đầu video thôi. Ok, take 5. Hôm nay là ngày thứ 6 và mình được rảnh cả buổi sáng. Nên là mình hy vọng là buổi sáng hôm nay sẽ có nắng đẹp và trời trong xanh. Nhưng mà không, nó đen thùi lùi trong đúng ngay cái tuần mà mình nghỉ Thanksgiving. Nhưng mà không sao cả, vì đam mê mình vẫn lao ra đường và chụp ảnh. Ok, tip đầu tiên, mọi người có cảm thấy là người ta chụp ảnh ấy, người ta thấy cả người nhưng mà trong người ta vẫn rất là cao. Mà khi mình đưa cái điện thoại lên ấy, mình chụp trong mình như một cái nấm lụn. Thì tip của mình đó là mọi người đặt cam ra xa người, hạ thấp xuống và mọi người zoom vào. Mình thấy cái độ zoom hoàn hảo nhất là từ 1.5 tới 2.5. Thì nó sẽ thấy được toàn cả chân của mọi người luôn và trong người của mình nó sẽ cao hơn nữa. Cách này mình học được trên TikTok và cũng áp dụng tương tự cho quay phim. Khi mà mọi người muốn quay chụp ấy thì mọi người nên đặt xa ra một xíu và zoom vào tầm 2x hoặc là 1.5, 2.5 gì đấy. Mọi người đừng zoom quá nhá, tại vì zoom quá thì nó sẽ bị mờ đấy. Và khi mà mọi người zoom lên ấy thì nó sẽ bỏ bớt những cái chi tiết thừa và trong ảnh của mọi người sẽ có độ sâu hơn và có một cái điểm nhìn tốt hơn đấy. Mình thấy chụp ảnh ở ngoài đường ấy thì cách tốt nhất đó là mọi người nên mặc giày một chút xíu. Tại vì thật ra nhá, là người ta cũng không để ý quá nhiều tới mọi người đâu. Tại vì lúc mình chụp hình ấy, người ta còn đi qua, người ta hỏi là ơ, mày là photographer à? Cái mình kiểu đúng vậy. Đấy. Bao nhiêu lời yêu bấy lâu hững hờ, thì sao không nói vài câu để tim mai thôi chờ. Khi ta nhìn nhau ánh mắt đâu ở thờ, mà sao người để tôi lững lờ. Em hãy cứ lang thang dưới những tán cây. Location tiếp theo của bọn mình đó là một cái bến tàu. Thật ra mình đã muốn đi tàu từ lâu rồi nhưng mà mình nghĩ là ở Mỹ không có tàu ấy, ý là không có nhiều tàu tại vì người ta không có hay đi bộ mọi người. Mình nghĩ là ở New York thì may ra nó sẽ có nhiều tàu. Nhưng mà mình lên Google Maps mình tìm thì gần trường mình có một cái bến tàu cho nên là mình sẽ đi ra đấy đi thử về chụp hình. Ok, tiếp thứ hai đó là tạo dáng. Thì mình thấy là dù cho mình có tạo dáng đẹp tới đâu nhưng mà mình không tự tin ấy thì trong mình cũng sẽ rất là buồn cười. Cho nên là mọi người hãy tự tin lên và mình thẳng người lên, thẳng lưng, thẳng vai và mình đẩy hai cái chóp vai ấy lên và mình đẩy lên ra đằng trước một xíu ấy. Và mình thẳng cổ cộng thêm việc là mình đẩy cái lưỡi lên hàm trên ấy. Mọi người đừng thả lỏng lưỡi nhé, mọi người đẩy lên hàm trên. Thì bạn nào có nọng giống mình này thì mọi người sẽ cảm thấy là cái phần mỡ của mình nó sẽ được đẩy lên trên và mặt của mình nó sẽ thon gọn hơn. Những ngày ta đôi mươi, những ngày ta rất vui, những ngày em bên anh đưa tay ta hai sao trên bầu trời, lời hứa ghi trên bờ môi, sau một bài thế giới kia ngừng trôi. Ôi những ngày mà ta đôi mươi, dành tất cả nhiệt thành để yêu một người. Một cái mình thấy nữa đó là khi mà mọi người chụp ở những cái nơi công cộng ấy thì mọi người đừng nên đặt cái camera quá xa mình ấy, tại vì sẽ rất là dễ bị giật. Với cả là mình sẽ chạy đi chạy lại để mình check hình xem là có được hay không ấy. Thì mình tự chụp mà, cho nên là mình phải đi qua đi lại và mình check liên tục xem là mình có hình đẹp hay không. Thì đó cũng là một cái điểm bất lợi, nhưng mà không sao cả, vì có hình đẹp chúng mình sẽ cố gắng. Một cái nữa là khi chụp hình ấy, thì mọi người nên né những cái chi tiết thừa, những cái chi tiết rác ra như là quá nhiều người này, hoặc là thùng rác, hoặc là rác, hoặc là những cái mà nó làm cho ảnh của mình bị
xấu đi á. Những ngày ta đôi mươi, những ngày ta rất vui, những ngày em bên anh đưa tay ta hái sao trên bầu trời, lời hứa ghi trên bờ môi, dẫu mong mai thế giới kia ngừng trôi. Ôi những ngày mà ta đôi mươi, dành tất cả nhiệt thành để yêu một người. Starting walking directions to Starbucks. Hello mọi người, location tiếp theo của bọn mình là một cái bãi cỏ. Bên đây là trường mình. Nhưng mà cái bãi cỏ này nó không có cái cây to ấy, tại vì mình muốn chụp cái bức hình này. Đấy, cho nên là chắc là mình chụp ở đây một hồi, xong rồi mình sẽ đi qua bên đây gần cái thư viện ấy, thì nó sẽ có một cái cây. Vâng, một cái cây mà nó có những cái cây rất là to. Ôi trời. Ok, bắt đầu chụp hình. Em không được phép lạnh lùng, bên cạnh anh đã quen giây phút thẹn thùng. Em nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, đêm về mang tương tư vây quanh. Mình thấy đẹp nhất là mọi người nên chụp hình vào những cái giờ chiều chiều một xíu, hoặc là trưa cũng được, nắng chiếu vào mặt mình và mình đưa cái điện thoại xuôi theo chiều nắng, kiểu nắng chạy chiều nào thì mình chạy theo chiều nấy, thì mặt của mình sẽ sáng nhất và mình sẽ không cần chỉnh sửa quá nhiều. Còn nếu mà mọi người chụp vào những ngày mưa, những ngày đen xì như hôm nay thì maybe là mọi người sẽ cần phải chỉnh nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mọi người lựa góc và mọi người lựa cái hướng ánh sáng ấy, thì mọi người sẽ không cần phải chỉnh nhiều, nhưng mà trông mọi người vẫn sáng ảnh ấy. Một cái nữa, khi mà tự chụp ấy thì mọi người nên chụp đa dạng góc, càng nhiều góc càng tốt. Nhưng mà mình tự chụp cho nên là nhiều khi mình cũng sẽ không có những cái góc độc đáo, những cái góc kiểu kỳ lạ, những cái góc đẹp ấy. Cho nên là mình nên thử nhiều góc và mình nên kiên trì một xíu. Thì trước khi chụp ảnh thì mình hay lên mạng, mình tìm inspo, mình tìm những cái hình người ta chụp như thế nào ấy, để mình có cảm hứng. Và nếu mà mọi người chụp hình bằng iPhone và mọi người có Apple Watch nữa thì càng tiện luôn, nó sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều. Còn nếu mà mọi người chụp bằng những cái máy ảnh hoặc là những cái bình thường ấy, thì có lẽ là mọi người cần phải chạy qua chạy lại nhiều hơn. Hoặc là mọi người có thể quay video, nhưng mà quay video ấy, thì chất lượng nó sẽ hơi thấp, thì mình xử lý nó sẽ hơi khó một xíu. Một bên người dù rằng đông sang, xuân tàn, hạ đón lá thu vàng, thì anh vẫn yêu mai một người, ngày đêm sớm khuya vẫn chân kịp không rời. Đừng lo lắng anh mãi cạnh bên, dù cho lắm bao giông kéo đến. Anh say mát môi lúc em cười, phải đổi bấy nhiêu lấy một phút bên người. Dù rằng đông sang xuân tàn, hạ đón lá thu vàng, thì anh vẫn yêu mai một người, ngày đêm sớm khuya vẫn chẳng kịp không rời. Đừng lo lắng anh mãi cạnh bên, dù cho lắm bao dòng kéo đến. Anh cầm em buồn một mình, vì thế không giống như một cuộc tình. Hello mọi người, thì như mình nói trong video này, mình sẽ cho mọi người một cái preset mà mình hay dùng để chỉnh ảnh của mình. Thì cái app mình hay dùng đó là Lightroom. Có rất nhiều app nhưng mà mình thích dùng cái app này hơn, tại vì cái màu của nó ra rất là thật ấy. Thì đây là cái ảnh, mình sẽ để màn hình của mình ở đây nha. Đây là cái ảnh before và after của mình. Thì đây là một số cái thông tin của nó này. Mình sẽ để một cái link Google Drive ở dưới phần mô tả cho mọi người. Thì mọi người chỉ cần tải về và quăng cái ảnh này vào Lightroom. Mọi người copy paste cái preset này của ảnh của mọi người là được. Đấy, thì đây là một số cái thông số mà mình đã đưa vào cái preset này. Những cái phần như là ánh sáng rồi tương phản là mọi người biết rồi đúng không? Phần highlight là những cái phần mà nó bị chói cho bức ảnh ấy. Thì mình thường là mình sẽ hạ xuống hết luôn để cho nó bức ảnh nó hài hòa hơn. Và phần shadow thì mình cũng sẽ tăng một xíu. Tiếp theo đó là một cái phần curve. Thì trong cái phần này mọi người có thể điều chỉnh cái đường cong ấy, làm sao cho nó hợp mắt là được. Mình cũng không biết cái này nói sao nữa, nhưng mà mình cứ kiểu chỉnh lên chỉnh xuống sao cho nó nhìn ok ấy. Thì thường là những cái bức ảnh mà chụp đủ sáng mình sẽ không dùng cái này. Chỉ có những cái bức ảnh mà trong nó hơi bị khó chỉnh và trong nó hơi kiểu nhìn trong nó không đều màu ấy, thì mình mới dùng cái này nhiều thôi. Tiếp theo đó là phần color. Thì cái phần temperature, khi mà mọi người kéo về phía màu vàng ấy, thì bức ảnh của mùa nó sẽ nóng lên, kéo phía màu xanh thì nó sẽ lạnh đi. Thì tại vì cái bức ảnh này mình muốn là mang lại một cảm giác của mùa thu, nó vẫn còn hơi ấm ấm nắng nắng nhưng mà nó vẫn mang lại một cảm giác lạnh lạnh, kiểu là sắp chuyển mùa á mọi người. Cho nên là mình sẽ cho một cái xíu thêm màu xanh vào. Saturation và cái vibrance thì mình thường là mình sẽ chỉnh cái vibrance hơn, tại vì cái saturation khi mà mọi người kéo lên ấy, thì nó sẽ kéo cái da của mình kiểu
cam lè luôn, cho nên là mình thường không kéo cái này quá nhiều. Tiếp theo là color mix, thì trong đây mọi người có thể điều chỉnh được từng cái màu trong ảnh của mọi người luôn. Thì mình ví dụ như là một cam là màu da của mình đi ha, thì một cam á, cái công thức chung đó là cái hue và saturation mọi người hạ xuống ít thôi nha, và cái luminance mọi người sẽ tăng lên thì trong da của mình nó sẽ trắng hơn. Thì mọi người phải lưu ý là tùy vào ánh sáng và chất lượng ảnh thì cái màu nó sẽ khác nhau. Nói chung là mình phải điều chỉnh cái preset này sao cho phù hợp nhất với lại cái bức ảnh của mình đấy. Thì trong bức ảnh này như là cái da của mình nó hơi bị nhạt đúng không, thì cái hue mình sẽ tăng lên, mình sẽ hạ xuống một xíu để cho nó cam hơn đấy. Saturation thì mình sẽ tăng lên một xíu này, và luminance thì mình cũng sẽ tăng lên để cho da mình nó trắng và nó sáng lên đấy. Còn màu cỏ thì mình sẽ hạ cái hue xuống hết luôn để cho cảm giác như là nó hơi vàng vàng, nó hơi lạnh lẽo một xíu đấy. Còn cái phần effect thì mình sẽ không dùng nhiều, nhưng mình chỉ hay dùng cái crayon, đó là cái hạt ấy. Thì cái crayon này mình hay dùng kiểu như là cái ảnh của mình nó bị mờ, hoặc là nó bị bể, hoặc là nó bị như thế nào đấy, kiểu nó xấu ấy. Thì mình sẽ tăng cái crayon lên để cho cảm giác là mình cố tình làm thế chứ không phải là tại vì cái ảnh nó xấu á mọi người hiểu không? Đấy thì mình sẽ để hết tất cả những cái thông số này nữa trên màn hình cái điện thoại của mình ở đây nữa để cho mọi người xem, và mình cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả nữa, mọi người chỉ cần tải về là xong, nó rất là đơn giản đấy. Thì mình hy vọng là video này sẽ cho mọi người một số cái tip chụp hình và chỉnh hình, và cũng sẽ truyền cho mọi người một cái cảm hứng nếu mà mọi người chuẩn bị đi picnic hoặc là đi chơi chụp hình với bạn bè các thứ đấy. Thì cảm ơn mọi người vì đã theo dõi hết video của tuần này, và nếu mà mọi người có sử dụng preset của mình thì nhớ tag mình ở trên Instagram để mình biết là mọi người dùng. Ok, và mình sẽ gặp mọi người trong video của tuần sau, video Thanksgiving. Ok, bye bye. We got a brand new day, good love is on the way, and if you take my hand I'll walk with you to Georgia. Have you ever been in love, dove in from high above, and if the answer's no, well then I'd like to get to know you.